Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép Quang Minh xin gửi đến toàn thể quý vị một lời chào thân ái và một lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, trong video này Quang Minh sẽ chào đến quý vị hai lô đất nha các anh chị, hai lô. Mỗi lô như vậy là 10 mét chiều ngang nha các anh chị. Từ bên đây qua bên đây là 20 mét, ở giữa có một hàng cọc phân chia giữa hai lô liền kề nha các anh chị. Hai lô đất này là của một chủ. Nếu các anh chị mình mua hết hai lô thì bán hai lô, còn nếu anh chị mình mua một lô thì vẫn bán một lô nha các anh chị. Hai lô đất này nằm trên mặt tiền đường Võ Thị Bàn, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đường này nó thông từ đường tỉnh lộ 15 thông qua đường Trung Lập nha các anh chị. Ngang 20 sau 94 có 1.000 mét đất thổ cư rồi, sổ bên đây 500 mét thổ cư, bên đây 500 thổ cư, khá là đẹp đúng không quý vị? Đây là hình ảnh thực tế lô đất ha. Đây là hai cái cuốn sổ đất, đây là cuốn thứ nhất nha. Quang Minh quay luôn. Lâu nay Quang Minh hay quay review cái đoạn đường và vị trí xung quanh lô đất trước, rồi Quang Minh sẽ quay cuốn sổ và test quy hoạch sau. Thì hôm nay Quang Minh làm ngược lại một tí xíu để cho đỡ nhàm chán nha các anh chị. Nay Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ trước, rồi Quang Minh sẽ test quy hoạch luôn, rồi tiếp đến Quang Minh sẽ review xung quanh cái vị trí xung quanh lô đất, bên trái như thế nào, bên phải như thế nào, hình ảnh thực tế lô đất ra làm sao, mặt tiền đường nó lớn hay nó nhỏ và xung quanh dân cư như thế nào. Quang Minh sẽ quay sau nha các anh chị. Còn bây giờ Quang Minh quay hai cuốn sổ đất trước nè, xem các anh chị mình có thích hay không. Nếu các anh chị mình thích hai lô đất này thì nhớ xem hết video nha các anh chị, cho rõ ràng cụ thể, và Văn Minh sẽ báo cái giá cho các anh chị mình biết có nên đầu tư và mua hay không. Giờ đi thẳng vào vấn đề là thửa đất số 624 tờ bản đồ số 18, địa chỉ là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 944,3 m. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn là 500 nè các anh chị. Còn lại là đất trồng cây lâu năm là 444,3. Thời hạn sử dụng là đất ở tại nông thôn là thời hạn sử dụng mình lâu dài. Còn đất trồng cây lâu năm là đến 2068. Sổ là do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2019 các anh chị, tháng 9 ngày 27. Bản vẽ hiện trạng đây. Lúc đó thì đường thì sở để là đường nhựa ha. Đường nhựa. Sau này đổi tên là đường Võ Thị Bàn. Bây giờ những cái sổ mới là cập nhật đường Võ Thị Bàn luôn nha các anh chị. Trên file quy hoạch vẫn để là đường Võ Thị Bàn nha. Tí nữa Quang Minh test quy hoạch các anh chị mình sẽ rõ. Còn cái đường cũ ngày xưa là đường số 827, bây giờ là đường Võ Thị Bàn. Chiều ngang phía trước nè các anh chị 10 mét. Phía sau 10 mét. Chiều dài là 94,5 mét. Đất ONT phía trước đây, 500 mét đất phía trước, còn lại 444,3 mét là ở phía sau. Đây là cuốn sổ thứ nhất. Tiếp đến là cuốn sổ thứ hai. Cuốn sổ này rõ hơn một tí nè các anh chị. 10 mét luôn. Khá là vuông vức nha các anh chị. Phía sau cũng 10 mét. 94,50 nè. Đó, 94 mét rưỡi. Đất nộp ONT cũng nằm phía trước luôn. Sổ này là cũng 944,4. Cái sổ kia là 944,3. Còn cái này là 944,4. Đất ở tại nông thôn là 500 luôn các anh chị. Hình thức là sử dụng riêng. Hai cuốn sổ này cấp cùng một ngày ha, ngày 27 tháng 9 năm 2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp. Rồi bây giờ Quang Minh sẽ tiến hành kiểm tra thông tin quy hoạch, xem coi hai cái lô đất này chức năng quy hoạch của nó là như thế nào nha các anh chị. Thời gian gần đây là
Mấy tháng nay là Củ Chi thông tin là lên thành phố, nhiều cái tuyến đường sắp làm, giá đất cũng không ngừng tăng cao nha các anh chị. Cái đó là Quang Minh chia sẻ thật lòng ha. Đất ở Củ Chi mấy tháng gần đây là tăng khá là nhanh. Nhiều lúc bữa giờ Quang Minh ít làm video là như thế, tại vì một khi làm video Quang Minh làm là công sức rất là nhiều các anh chị. Có thể là mình đi lên tới Củ Chi, mỗi lần Quang Minh đi là rất là xa nha. Nhà Quang Minh là ở Hóc Môn. Quang Minh ở Hóc Môn mà mỗi lần đi Củ Chi như vậy là lên tới cái vị trí đất này là khoảng tầm ba mươi mấy 40 cây các anh chị. Review đất rồi xong về làm video kiểm tra quy hoạch thông tin các cái cực khổ lắm, nhưng mà làm chưa kịp kiếm khách hàng. Khách hàng mà nếu mà của Quang Minh mà lên chậm á thì chủ đất đã bán mất, cho nên là Quang Minh dạo gần đây Quang Minh ít lên video, tại vì mình làm thì mục đích là để tiếp cận khách hàng, để chào cho khách hàng mình bán để có cái tiền tiền phí các anh chị. Mà công sức bỏ ra nhiều mà bán không kịp thì nó phí cái thời gian của mình quá, cho nên là Quang Minh ít có ra video trong cái thời gian gần đây. Hôm nay có hai miếng đất khá là đẹp cho nên Quang Minh mới tranh thủ đi làm video cho các anh chị mình xem. Đó là những điều Quang Minh muốn chia sẻ ha. Bây giờ Quang Minh tiến hành test quy hoạch hai lô đất này. Đầu tiên mình vào bản đồ xã xã Phú Mỹ Hưng, tờ bản đồ số 18 các anh chị. 18 thửa đất là 624. Thửa đất 624. Đây. Đường này là đường số 827 nè các anh chị. Nãy Quang Minh nói đường số 827 bây giờ là đường Võ Thị Bàn ha. Bây giờ có cái tên đường là đường Võ Thị Bàn. Bên đây là đường Trung Lập nè. Đường Trung Lập. Lô đất này là nó thông đường này nó thông từ đường Trung Lập thông qua đường tỉnh lộ 15. Đi ra cái hướng này là đi hướng tỉnh lộ 15 các anh chị. Rồi Quang Minh kiếm cái hai cái sổ đất Quang Minh giới thiệu ha. Đây. Hai thửa đây. 624 và 628. 624 và 628 là các anh chị, hai thửa. Phần thổ cư nằm đây, phía trước đây. Rồi Quang Minh copy hai cái thửa đất này. Hiện tại là Củ Chi đang thanh tra rồi những cái sai phạm về chuyển mục đích. Những cái trường hợp mà không có phù hợp quy hoạch mà chuyển mục đích full thổ cư các năm trước các anh chị. Củ Chi đang thanh tra ha. Cho nên là Quang Minh thông tin thêm cho các anh chị mình biết. Nếu mà không phù hợp quy hoạch nằm ngoài khu dân cư, bị quy hoạch mà có thổ cư nha, các anh chị mình nên tìm hiểu kỹ nha, cẩn thận nha. Chứ nếu mình đã lỡ xuống tiền mình đặt cọc rồi, mình đi công chứng rồi là lên đăng bộ sang tên là dịnh lại, không có sang tên được nha các anh chị. Đó là một thông tin rất là quan trọng các anh chị. Các anh chị mà mua những cái thửa đất mà có quy hoạch chi tiết 1/10.000 á, 1/10.000 mà cái màu tím tím á, các anh chị em môi giới là hay nói là khu dân cư á, mà chưa có quy hoạch chi tiết 1/2.000 mà chuyển thổ cư là nhiều, thì dễ bị dịnh lại lắm nha các anh chị. Mình vào cái răng bát vô đây, hai thửa đất mình đây. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Mỹ Hưng, điểm dân cư nông thôn số 3. Tại sao trên cái ranh quy hoạch này nó có cái dòng chữ là quy hoạch xây dựng nông thôn mới nè. Bữa giờ Quang Minh cũng ít có vào cái nông thôn mới để kiểm tra cho các anh chị mình biết nha. Còn nay tí nữa Quang Minh sẽ cho các anh chị mình xem cái quy hoạch nông thôn mới này luôn. Xã Phú Mỹ Hưng, điểm dân cư nông thôn số 2.
Nó có ba cái quy hoạch lận các anh chị. Một cái quy hoạch tỷ lệ 1 phần 10 ngàn và tỷ lệ 1 phần 5 ngàn và tỷ lệ 1 phần 2 ngàn. Nó có ba cái quy hoạch như vậy. Một tỷ lệ 10 ngàn là nó lớn nha các anh chị, nó chưa có chính xác đâu. Các anh chị mình muốn mua là phải xem cái chi tiết 1 phần 2 ngàn là nó khá là chính xác. Đây là ký hiệu số 104. Bây giờ Quang Minh vào cái chi tiết xây dựng 1 phần 2 ngàn nè. Số 104. Đã lâu lắm rồi Quang Minh cũng ít làm video, ít có thời gian chia sẻ gặp quý vị, cho nên là hôm nay Quang Minh cũng thông tin nhiều cái Quang Minh biết được ha. Bắt vô. Đây hai cái thửa đất mình đây các anh chị. Đó. Đường này thông là từ đường trung lập nè. Sau này đặt tên là đường D1. Đường tỉnh lộ là cái hướng ngoài đây. Hầu như cái đường dọc theo cái đường Võ Thị Bàn này là khu dân cư kết hợp sản xuất khá là nhiều các anh chị. Hầu như là khu dân cư kết hợp sản xuất ha. Ngay chỗ đây là dân cư hiện hữu nè. Ngay chỗ đây cũng dân cư hiện hữu. Còn hầu như là dân cư kết hợp sản xuất khách. Đất khu dân cư kết hợp sản xuất cho dù có chuyển full thổ cư, các anh chị mình vẫn mua bán sang tôm bình thường nha anh chị, không có vấn đề gì ha. Ví dụ như hai lô đất này là mỗi lô 500 mét. Sang tên mua bán bình thường nha các anh chị. Tại vì đất phù hợp quy hoạch thì chuyển thổ cư và xin phép xây dựng bình thường. Không có vấn đề gì phải suy nghĩ. Đó, hai lô đất mình các anh chị. Chín trăm bốn mươi bốn phẩy bốn mét nè, y chang như trên cuốn sổ luôn anh chị ha. Còn cái cuốn bên đây là 944,3. Đây, chính xác, không có khác gì hết. Này là dân cư kết hợp sản xuất nha các anh chị. Đây ký hiệu màu xanh lá nè. Đất ở nông thôn kết hợp sản xuất, đất ở nông thôn hiện hữu là cái màu này. Bây giờ Quang Minh vô cái nông thôn mới luôn ha, cho các anh chị mình xem cái tỷ lệ 1 phần 5 ngàn. Xã Phú Mỹ Hưng. Bắt vô. Đó. Khi mà ra cái thông nông thôn mới á là cái chức năng nó khác nha các anh chị. Nông thôn mới là cái chức năng đất này á, là cái coi dân cư hiện hữu cái gì đây. Đất ở nông thôn. Đất ở nông thôn. Qua cái nông thôn mới là nó phân biệt ra hai cái quỹ đất, một là đất ở nông thôn, hai là đất ở đô thị, không có còn là đất dân cư kết hợp sản xuất nữa các anh chị. Của mình là đất ở nông thôn, còn cái dân cư hiện hữu á, là nó thành là đất ở đô thị. Như cái màu này nè. Màu này là đất ở đô thị, cái màu đậm hơn các anh chị, đậm hơn là đất ở đô thị. Còn cái màu nhạt hơn là đất ở nông thôn. Có những cái màu tím mà tỷ lệ 1 phần 10 ngàn ha. Các anh chị mình để ý 1 phần 10 ngàn. Khi áp vô nông thôn mới 1 phần 10 ngàn màu tím mà chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1 phần 2 ngàn. Khi áp vô nông thôn mới vẫn bị quy hoạch bình thường nha các anh chị. Vẫn là quy hoạch cây xanh nha. Tại vì cái nông thôn mới này á, là tỷ lệ 1 phần 5 ngàn. Nó sẽ rõ ràng và chi tiết cụ thể hơn 1 phần 10 ngàn. Thì lúc đó là nhà nước sẽ áp theo cái nông thôn mới là thực hiện theo cái nông thôn mới này nha anh chị. Đó cho nên là các anh chị mình mua đất thì nhớ tìm hiểu kỹ giùm Quang Minh để mình tránh bị mua nhầm những cái miếng đất mà mình không mong muốn nha. Đó là một điều Quang Minh chia sẻ rất là thẳng thắn, thật lòng luôn á. Đó là cái ý kiến của Quang Minh. Còn các anh chị mình muốn khi mua thì muốn tìm hiểu thông tin quy hoạch thêm á, thì cứ đi ra ngoài cái chỗ mà trung tâm đo đạc hay là các cái văn phòng nhà đất
sàn giao dịch có uy tín thì các anh chị mình nhờ anh em người ta sẽ xem hộ và test cho các anh chị ha. Còn Quang Minh thì test vấn đề này thì cũng khá là chi tiết và rõ ràng rồi. Anh chị mình muốn an tâm thì đi làm thêm một vài chỗ nữa coi thử nó có đúng như cái quy hoạch của Quang Minh hay không. Đó, hai thửa đất Quang Minh tô đậm lên đó. Rồi, bây giờ Quang Minh mời các anh chị mình xem Quang Minh review xung quanh cái vị trí hai lô đất này. Quang Minh sẽ đi từ trước ra sau, xem nó có mùa mã gì hay không. Hai bên nó gồm có những gì. Nha các anh chị. Đây là hình ảnh thực tế mặt tiền đường Võ Thị Bàn đây các anh chị. Mặt tiền Võ Thị Bàn. Cái hướng này là hướng Quang Minh đang quay ra cái hướng đi về đường tỉnh lộ 15 nha các anh chị. Hướng về đường tỉnh lộ 15. Đường Võ Thị Bàn thì nó cũng khá là rộng, nó cũng rộng bằng cái con đường trung lập đó các anh chị. Còn cái hướng này là hướng ra đường trung lập. Hướng ra đường trung lập. Từ ngay vị trí lô đất này đi về đường trung lập khoảng tầm 5-600 mét các anh chị. Không có xa nha. Hai cái hàng trụ này qua bên đây qua tới bên kia là 20 mét chiều ngang nha các chị, 20 mét. Nó có hai cuốn sổ nha, đây có một hàng cọc ở giữa nè, phân chia giữa hai sổ ha. Mỗi lô như vậy là 10 mét chiều ngang, chiều dài xuống là 94 mét nha các anh chị. Đây qua tới bên đây là 20 mét chiều ngang, dài xuống là 94 mét. Đất này nó khá là bằng phẳng nha anh chị, nó thấp hơn cái mặt tiền đường Võ Thị Bàn khoảng 3-4 tấc thôi. Còn mình đi đi vô bên trong lô đất luôn nè, đi vô trong và ra phía sau luôn cho các anh chị mình xem cho nó chi tiết rõ ràng và cụ thể ha. Hai bên có trồng trụ và giăng lưới kẽm gai rồi. Ở giữa là có một hàng cọc phân chia giữa hai lô, chủ bán hết hai lô nha các anh chị. Nếu các anh chị mình có nhu cầu thì mua hết hai lô, còn không có nhu cầu thì mình mua một lô cũng bán luôn nha các anh chị. Mua hết hai lô cũng bán mà một lô cũng bán luôn. Còn mình đang đi ra phía sau nha các anh chị. Ra phía sau coi các anh chị mình xem ở phía sau đất có mộ mã gì hay không. Bên tay phải là đất trống nha các anh chị, không có mộ mã gì ha. Còn bên tay trái là có một cái biệt thự, dưới phía sau là có kho xưởng. Đất mình ở phía sau á, cách 2 phần 3 lô đất á, thì ở phía sau nó hơi triền triền, nó thấp hơn phía trước một tí nha các anh chị. Nó triền xuống, nó thấp hơn phía trước một tí. Đây hình ảnh bên hông nè, miếng đất bên hông. Hai bên là đất trống. Đi khoảng 10 mét nữa là tới cuối miếng đất nha các anh chị. Phía sau đất mình là có một cái ao. Cái ao cũng không có lớn lắm nha các anh chị. Cái ao không lớn lắm. Cái ao này con mình nghĩ là ngày xưa chắc người ta móc đất để bồi lên đây hay sao nè. Hình ảnh thực tế ha, phía sau có một cái ao, xung quanh không có mồ mả gì nha các anh chị. Hai lô đất này là nó mỗi lô nó có 500 mét đất thổ cư rồi nha các anh chị, 500 mét đất thổ cư rồi. Mỗi sổ có 500 mét. Hai sổ là 1.000 mét đất thổ cư. Chiều ngang là 20. Chiều dài là 94 mét. Hai cuốn sổ liền kề. Bán hết cũng được mà mua từng lô cũng bán luôn nha các anh chị.
Đó, Quang Minh đang quay ra phía trước á. Khá chi tiết và rõ ràng nha các anh chị. Bên đây một cái hàng rào rất là cao, biệt thự. Bên trái bên phải đều có trầm trụ và dân lưới B40 hết rồi nha. Trầm trụ và dân lưới B40 hết rồi. Các anh chị mình đang xem kênh Bất Động Sản Quang Minh thì nhớ cho Quang Minh một lượt like, comment bên dưới. Có nhu cầu gì Quang Minh sẽ trả lời, rảnh Quang Minh sẽ trả lời cho các anh chị. Và nhớ đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để cập nhật và theo dõi những video mới nhất từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Có những sản phẩm nào pháp lý rõ ràng, thông tin quy hoạch ok, giá cả phải chăng phù hợp với thị trường, Quang Minh sẽ làm video và up lên kênh cho các anh chị mình xem tham khảo ha. Và có cơ hội sở hữu được những bất động sản đẹp giá rẻ từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Đất dài đi mỏ chân luôn các anh chị. À, kế bên là một cái khách sạn ha. Kế bên là nhà trọ Hoàng Dung. Không phải là khách sạn mà nhà trọ Hoàng Dung. Phục vụ 24/24. Nhà trọ Hoàng Dung tiện nghi như khách sạn. Có chỗ đậu xe ô tô. Có cho thuê theo giờ. Đã chính xác nha các anh chị. Đây là hình ảnh đối diện ha, đối diện là đám cao su. Tiếp theo Quang Minh thông tin thêm cho các anh chị mình một lô đất nữa nha. Lô đất này là đối diện cái lô đất Quang Minh vừa giới thiệu các anh chị. Ngay hàng trụ này. Qua tới bên kia là 30m nha các anh chị. Tổng diện tích cái lô đất này là đúng 1000m2 ha, chức năng là khu dân cư kết hợp sản xuất. Khu dân cư kết hợp sản xuất. Đúng 1000m2, đất trồng cây lâu năm. Đất trồng cây lâu năm. Đây, tới đây. Chiều ngang là 30m, cái cạnh bên đây là chiều dài xuống là 28m nha các anh chị. 28m, còn cái cạnh bên kia thì nó dài hơn là 38m. Ở sau cũng là 30m luôn nha các anh chị, không có tốp hậu nha. Đó, là một sản phẩm Quang Minh thông tin cho các anh chị mình biết luôn. Cái lô đất này là chủ đang kêu với cái giá là 7 tỷ thương lượng nè. 7 tỷ thương lượng. Và các anh chị mình ai có muốn một cái lô đất rộng hơn nữa thì hướng mắt về miếng đối diện lô 7 tỷ này. Đó, lô này là chiều ngang 30m luôn. Chiều ngang 30m. Từ ngay cái trụ bên kia các anh chị qua bên đây. Qua bên đây là 30m. Cái lô 30m này là nó kế với cái hai cái lô là 20m luôn nha các anh chị. Đó, anh chị nào mà muốn mà diện tích rộng thì mua hết luôn, khu này là chiều ngang là 50m. Cái lô bên đây nó dài hơn nha, nó dài tới 110m lận. Dài 110m. Chiều ngang là 30. Là 3.300m2 nha các anh chị. 3.300m. Thổ cư là miếng này chưa có thổ cư. Chưa có thổ cư nha các anh chị. Các anh chị mình ai mà thích cái lô mà ngang 30 sâu 110 này á thì gọi điện Quang Minh nha, Quang Minh sẽ báo cái giá luôn. Gọi điện cho Quang Minh nha các anh chị, Quang Minh sẽ báo cái giá luôn. Đó. Miếng này thì cũng cao ráo bằng cái miếng 20m bên kia. Miếng 20m bên kia các anh chị. Đó. Đó, Quang Minh làm chi tiết cụ thể ha. Ai thích ha cái lô mà ngang 30 sâu 110 này á, đất trồng cây, chức năng là khu dân cư luôn nha.
Tí nữa Quang Minh test quy hoạch cái lô 20 mét, rồi Quang Minh sẵn đây Quang Minh sẽ thông tin cho các anh chị mình cái quy hoạch của cái lô 30 mét này luôn. Anh chị nào mà thích cái lô mà diện tích nhiều này thì gọi cho Quang Minh sẽ thông tin cho các anh chị mình cái giá ha. Cái giá chủ đưa ra. Trở lại với hai miếng đất Quang Minh giới thiệu từ lúc ban đầu á, thì hai lô đất mỗi lô là 10 mét có 500 mét thổ cư mỗi sổ các anh chị. Giá bán là 12 tỷ còn thương lượng nha các anh chị. Trên tổng diện tích là 1.888 mét vuông. Có 1.000 mét đất thổ cư. Gồm hai cuốn sổ mặt tiền đường Võ Thị Bàn, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Quang Minh. Quang Minh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.